Cư dân ở cũng khá là đông rồi đó, anh thấy ánh đèn không? Bây giờ là khoảng hơn 10 giờ đó. Mà đèn vậy có nghĩa là cũng gấp đôi cư dân đã về ở so với cái ánh đèn. Thì bây giờ người ta ngủ, người ta đi làm. Đây là bên S2, S2 này các anh chị ơi. S201, S205 rồi ở rất là đông mà nha các anh chị. Thì hiện khoa đang có mặt ở ngay cái lúc mà hơn 10 giờ tối rồi. Đang đi tản bộ. Thì các anh chị thấy là ánh đèn nè, cư dân về ở đông rồi, hơn 10 giờ có nghĩa là một số nhà người ta đã tắt đèn, người ta đi ngủ để chuẩn bị đi làm cho ngày sáng hôm sau. Đây, thì công viên nội khu ở bên trong đây đó. Bây giờ khoa đi qua bên S1 một tí nha các chị. S1 là gặp có 6 tòa là rất là đông. Thôi, bây giờ họ họ còn hay không, họ còn ở bên dưới công viên nội khu hay không. Thì cái đường này, cái đường này Nguyễn Xiển Long Phước này các anh chị vừa mới mở ra thông luôn, ra tới đường Nguyễn Xiển phía ngoài luôn. Thì đây là cái trục chính này nha các anh chị, thấy là bốn làn nè, có con lươn ở giữa. Là cái đường này sẽ to hơn cái đường song song ở bên cạnh khá là nhiều nha. Cho chiếc xe nè. Đẹp hay chưa? Chạy ngang chó sủa quá trời luôn. Giờ các anh chị theo qua vô công viên nha. Công viên nội khu của bên S1. Đây là có bảo vệ trực ngoài đường hết nha các anh chị. Hiện bây giờ bên Vinhome Ocean Park ngoài Hà Nội là rất là đông rồi nha. Đã hoàn thiện rồi, VinUni cũng xong rồi. Thì shophouse, qua được biết là shophouse ngoài, shophouse khói đế đó, chung cư á là không còn mà để thuê luôn đấy các anh chị. Các anh chị có thể thấy là cái sức hút như thế nào nha. Đó, thấy đông chưa? S2 đấy. S2 nội khu đấy. Rất là đông bên S2 luôn rồi. S1 còn đông hơn. Đây là S1. Đây. Bây giờ đi vô hồ bơi nha. Rồi bây giờ đi vô ha, chúng ta đi vô phía bên trong công viên nội khu của S1. S1 là gồm có 6 tòa. S1 01, 02, 03, 05, 06, 07. Đây. Giờ hồ bơi là đã tắt đèn rồi các anh chị ơi. Hồ bơi là khoảng 9 giờ là không còn bơi được nha. Chúng ta có bơi thì 7 giờ chúng ta bắt đầu, 9 giờ là phải rời khỏi hồ bơi. Đây là khu vực hồ bơi.
Thì hiện bây giờ chúng ta đã có hai quán cà phê ở bên đây rồi. Một quán là Milano Coffee Cafe ở đây, ở ngay cái hồ bơi luôn, ở bên khu S1. Thì cái Milano Coffee là nó nằm ở cái tòa S102. Còn Y Cafe thì sẽ nằm bên S2 nha các anh chị. Đây, hồ bơi Milano Coffee là ở đây. Ở ngoài đó là ngay cái trục đường Nguyễn Xiển của chúng ta luôn. Đấy. Rồi các anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979676655 để được tư vấn thêm. Khoa sử dụng số điện thoại cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Các anh chị nếu mà thích kênh thì hãy đăng ký kênh YouTube của Khoa để theo dõi những video clip mới nhất mà Khoa cập nhật tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là trong Vinhome Grand Park quận 9 của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Hiện Khoa đang có mặt ngay cái khu cạnh cái hồ sen súng nè các anh chị, bên trong công viên Vinhome Grand Park quận 9. Thì đây là cái phân khu S5 của chúng ta. Chúng ta thấy được cái mặt sau của cái tòa nhà S501 đây. Hiện cư dân về ở đã khá là đông rồi nè nha các anh chị. Đó, những cái ánh đèn. Nhưng mà Khoa bây giờ là tầm khoảng gần 12 giờ rồi, đêm thì nhiều cái căn hộ cũng đã tắt đèn. Nên nếu mà các anh chị nào mà muốn biết thật sự là cái số lượng cư dân về ở bao nhiêu thì chúng ta sẽ tầm khoảng 7-8 giờ đó thì chúng ta sẽ có thể đếm được ở những cái ô cửa của những tòa nhà. Chúng ta sẽ đếm dựa vào gánh đèn ha. Đây là cái hồ sen súng. Đây. Còn phía này là bên S3. Đấy. S301 và S303 nè các anh chị. S302 và S303 nha. Đây S303 thì cái view khá là đẹp. View rất là đẹp luôn. Đây là S303. Những căn góc S303 là hướng rất là đẹp. Đây hướng S303 chúng ta sẽ hướng về Manhattan Glory nha. Không bị chắn bất cứ cái view nào. Từ phía đây S501. Đây những cái đoạn đường này bây giờ cũng có một vài bạn trẻ đang tập thể dục, đang chạy bộ ở đây nữa các anh chị. Tuyệt vời nha. Bên Vinhome khi mà chúng ta đang thấy bên kia là Origami đang xây đó. Chúng ta thấy được bên S6.
S7 và S8 đang xây lên tới tầng 5 mà các anh chị, rất là nhanh nha. Thậm chí có những chỗ đang chuẩn bị lên tầng 6 luôn.